À, xin mến chào các bạn. Hôm nay mình lại đến cửa hàng xe máy Nguyễn Nam 2 tại thôn Ba Đình, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì hôm nay mình được phép của anh Hậu là chủ của cửa hàng, là mình xin phép ảnh để mà mình báo giá một số chiếc xe Sirius. Một số chiếc xe Sirius thì là ở đây là có là tất cả là 4 chiếc xe Sirius rất là đẹp đó. Thì các bạn xem nha, chiếc xe Sirius này là trong này là có 3 chiếc đời 2018, 3 chiếc đời 2018. Thì 3 chiếc này á, đây các bạn hãy xem qua, thì anh Hậu anh báo giá là 13.500.000 một chiếc. Thì trong này có một chiếc đời 2011 màu đỏ này nè, thì có giá là 10.000.000 đó. 3 chiếc này là đều giá là 13.500.000, nhưng mà riêng có một chiếc quay này là của Soái Ca TV. Thì chiếc quay này là nó đã đi được, là vừa đi 9 tỉnh miền Tây về. Thì nếu bạn nào mà thích chiếc xe này thì mình sẽ bán cho là giá nó là 30.000.000. Mình sẽ dán logo là Soái Ca TV vô. Đó. Tại sao 30.000.000? Tại vì nó là một chiếc xe đã đi theo mình từ năm 2009 tới bây giờ. Thì mình bán cho những người nào thích thôi, siêu tầm thôi. Mình sẽ mai mốt mình sẽ dán mấy logo Soái Ca vô. 30.000.000, nếu bạn nào thích thì mình sẽ bán. Còn đây là con này là đời 2018 là 13.500.000. 2010 là 10.000.000. Đây là cũng 13.500.000. 13.500.000. Rồi chúng ta đi qua một vòng xem mấy chiếc Sirius nha các bạn nha. Này, xem lại. Đây. Còn bạn nào muốn xem chiếc quay Alpha của mình nè. Đó, chiếc xe đã đi theo mình từ năm 2009 tới bây giờ. Mình không có đổi nó. Dù cho nhà mình rất là nhiều xe, nhưng mình vẫn giữ nó để chạy. Thì bạn nào thích thì mình bán cho 30.000.000 nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem phía sau của xe nè. À, đẹp không? Rất là đẹp đúng không các bạn? Rồi, chiếc xe đặc biệt nhất, xe 30.000.000 nè các bạn. Đó, đẹp ghê chưa, còn zin 100%. Xe này của mình chạy từ 2009, nhưng mà mình mới vừa chạy đây nhiều thôi, chứ hồi xưa mình đa số mình để ở trong nhà mình cất nó, thì mình mới chạy đây nhiều thôi. Thì mới chạy được 72.655 km. Đó, mới chạy được bằng đó thôi. Đây, để mình đề chiếc xe này lên cho các bạn xem. Bạn nào thích thì 30.000.000 nha. Đây. Zin từ A tới Z luôn. Đây. Con này là 10.000.000. Rồi. Con này là 13.500.000. Con này 13.500.000. Con này cũng 13.500.000 luôn. Đó, thì mình sẽ để cái số điện thoại của anh chủ shop ở đây là anh Hậu.
Rồi các bạn thích chiếc Sirius nào thì cứ liên hệ với anh Hậu, hoặc là thích chiếc xe quay Alpha mà của mình với giá 30 triệu thì cũng liên hệ cho anh Hậu luôn nha. Rồi có gì anh Hậu báo với mình. Thì nếu mà bạn nào thích thì cũng có thể sưu tầm được 30 triệu thì nói chung là xe của Soái KTV á. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đây xem lại chiếc xe của Soái KTV nè, đẹp không? Quá đẹp đi, Honda Way Alpha. Chủ yếu là làm kỷ niệm thôi các bạn. Nó vừa chạy bao nhiêu ta? 9 tỉnh miền Tây cộng với lại tất cả là nó vừa một cuộc hành trình là tổng cộng là 3.000 km. Từ Lâm Đồng về Đồng Nai, rồi từ Đồng Nai đi Bình Dương, từ Bình Dương về Long An, từ Long An đi Mỹ Tho, rồi đi Mỹ Tho Tiền Giang á, rồi từ Tiền Giang đi qua Bến Tre, rồi từ Bến Tre đi Vĩnh Long, rồi từ Vĩnh Long đi qua Đồng Tháp, Sa Đéc Đồng Tháp, rồi từ Đồng Tháp đi về huyện Lai Vung qua Vĩnh Long á. Đâu đây coi, Lai Vung qua Mỹ Tho Cần Thơ, rồi từ Cần qua Cần Thơ chứ quên Mỹ Tho qua Cần Thơ, rồi từ Cần Thơ đi Hậu Giang, từ Hậu Giang đi Sóc Trăng, rồi từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu. Rồi nếu mà không có gì thay đổi á thì chiếc xe này mai mốt mình sẽ bỏ nó lên xe đò chở xuống tận mũi Cà Mau. Rồi là bắt đầu mình sẽ tiếp tục một cái cuộc hành trình từ mũi Cà Mau. Mình đi qua các cái tỉnh mà chưa qua. Mình sẽ tìm... mình sẽ ở lại, mình tìm những nơi nào bán xe cộ, máy móc đồ này nọ ở tại các cái tỉnh đó. Rồi đây là xe của Soái KTV. Rồi bạn nào muốn mua quay Alpha của Soái KTV hoặc là mua Sirius của anh Hậu thì hãy điện thoại, bằng số điện thoại mình để trên tiêu đề các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn, mến chào các bạn.